Hải Yến xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh khoa học Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, mặt trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất và nó cũng là vệ tinh lớn thứ 5 trong hệ mặt trời. Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Khoa học Tiến bộ ngày 10 tháng 7 năm 2020, các nhà khoa học cho rằng mặt trăng đã từng tồn tại một đại dương magma trong 200 triệu năm, lâu hơn nhiều so với những suy nghĩ trước đây của các nhà khoa học. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Hãy cùng Tốt Thú Vị đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Chúc các bạn xem video vui vẻ, đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ Tốt Thú Vị. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá! Cách đây khoảng 4,6 tỷ năm về trước, hệ mặt trời của chúng ta chỉ là một đám mây bụi và khí, được gọi là tinh vân mặt trời. Và rồi từ một điểm nhỏ ở trung tâm, trọng lực làm sụp đổ vật chất vào chính nó khi nó bắt đầu quay, bắt đầu hình thành lên mặt trời ở trung tâm của tinh vân. Với sự trỗi dậy của mặt trời, các vật liệu còn lại bắt đầu co cụm lại. Các hạt nhỏ kết hợp lại với nhau, chúng bị ràng buộc bởi lực hấp dẫn, tạo thành các hạt lớn hơn. Lúc này gió mặt trời bắt đầu xuất hiện, chúng cuốn trôi các nguyên tố nhẹ như hydro, heli và để sót lại những vật liệu nặng hơn. Những vật liệu nặng chúng lại kết hợp lại với nhau, tạo thành những hành tinh đất đá, trong đó có trái đất của chúng ta. Ở ngoài khu vực xa hơn, gió mặt trời ít tác động đến những nguyên tố nhẹ, chính bởi vậy chúng kết hợp lại với nhau, tạo ra những hành tinh khí khổng lồ, và đó là kịch bản hình thành của hệ mặt trời. Với trái đất, lõi đá được hình thành đầu tiên, sau đó các nguyên tố nặng va chạm với lõi đá và chúng liên kết với nhau. Qua thời gian, những vật liệu nặng sẽ chìm xuống trung tâm, trong khi các vật liệu nhẹ hơn như đất đá bị đẩy lên trên, tạo thành lớp vỏ ngoài của trái đất. Khi các vật liệu nặng chìm xuống trong lõi đủ lớn, từ trường của trái đất bắt đầu được hình thành. Trái đất đã đủ lớn để thu hút được một số chất khí nhẹ xung quanh và rồi chúng tạo ra một bầu khí quyển mỏng ban đầu bao bọc lấy hành tinh. Theo lý thuyết được các nhà khoa học chấp nhận rộng rãi nhất, ở trong quá trình phát triển này, trái đất đã chịu một tác động lớn bởi một hành tinh kích cỡ hỏa tinh lao vào. Vụ va chạm này đã thổi bay những vật liệu bên ngoài của tiểu hành tinh vào không gian xung quanh trái đất. Dưới tác dụng của trọng lực, các mảnh vụn này ghép lại với nhau, chúng lớn dần qua thời gian rồi trở thành mặt trăng như chúng ta thấy ngày nay. Đây được coi là kịch bản phù hợp nhất cho sự hình thành của mặt trăng. Và mới đây, trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Khoa học Tiến bộ ngày 10 tháng 7 năm 2020, các nhà khoa học cho rằng mặt trăng đã tồn tại một đại dương magma trong khoảng thời gian 200 triệu năm. Theo các nhà khoa học, sau khi mặt trăng được hình thành, nhìn từ trái đất mặt trăng lớn hơn nhiều so với hiện tại, bởi vì lúc mới được hình thành, nó gần trái đất hơn. Lúc này, bề mặt của mặt trăng được bao phủ bởi một đại dương magma, dường như chúng được tiếp sức bởi các vụ va chạm đến từ các thiên thạch ở xung quanh. Theo tính toán của các nhà khoa học, có thể đại dương magma này tồn tại trong khoảng thời gian từ 150 đến 200 triệu năm sau khi mặt trăng được hình thành. Đây là khoảng thời gian đại dương magma tồn tại lâu hơn rất nhiều so với những suy nghĩ trước đây của các nhà khoa học. Ngoài ra, họ cũng ước tính rằng mặt trăng được hình thành cách đây khoảng 4,4 đến 4,45 tỷ năm trước, tức muộn hơn từ 50 đến 100 triệu năm so với những tính toán trước đây. Độ tuổi mới được đưa ra của mặt trăng khớp với tuổi của lõi trái đất. Chính điều này được cho là minh chứng vững chắc giữa sự kiện hình thành mặt trăng và sự kiện hình thành lõi của trái đất. Có lẽ nguyên nhân nó đến từ sự tác động khổng lồ của tiểu hành tinh kích cỡ hỏa tinh với trái đất. Và kể từ đó đến nay, mặt trăng phát triển một mối quan hệ ổn định với trái đất. Nó trở thành một người bạn đồng hành với trái đất trong suốt thời gian qua. Nhưng có một thực tế đáng buồn là nó đang di chuyển rời xa trái đất theo từng năm. Theo tính toán của các nhà khoa học, mỗi một năm người bạn đồng hành mặt trăng lại rời xa trái đất thêm 4 cm. Tuy đây là một con số rất nhỏ so với khoảng cách trung bình 384.400 km tính từ trái đất đến mặt trăng, nhưng về lâu dài, nhân loại sẽ thấy nhiều thay đổi khi quan sát từ trái đất. Theo tính toán của các nhà khoa học, nếu mặt trăng vẫn giữ vận tốc rời xa trái đất như hiện nay, sau khoảng 50 tỷ năm nữa, mặt trăng sẽ đạt đến khoảng cách cực đại với trái đất. Khi đó, chu kỳ quỹ đạo của mặt trăng sẽ là 47 ngày trái đất, chứ không phải là 27,32 ngày như hiện tại. Mặt khác, do mặt trăng đã di chuyển đến điểm cực đại, nên trái đất và mặt trăng sẽ ở quỹ đạo đồng bộ với nhau. Lúc này, thời gian tự quay một vòng quanh trục của trái đất sẽ chậm lại bằng với thời gian quỹ đạo của mặt trăng, tức một ngày trái đất lúc đó tương đương 47 ngày trái đất hiện tại.
Chính vì vậy, khi đó sẽ xảy ra hiện tượng một phía của địa cầu sẽ nhìn thấy mặt trăng thường xuyên, còn phía bên kia thì không. Nói cách khác, khi đó quan sát mặt trăng từ trái đất dường như nó không chuyển động. Lúc này sẽ không còn hiện tượng thủy triều do mặt trăng gây ra nữa, mà khi đó thủy triều trên trái đất sẽ được mặt trời đảm nhiệm. Ngay sau khi xoay quanh trái đất ở quỹ đạo cực đại, hiệu ứng sẽ ngay lập tức đổi chiều. Khi đó mặt trăng lại trong quá trình bay ngược về phía trái đất và theo quy luật, đến một lúc nào đó khi mặt trăng di chuyển lại gần với trái đất, nó sẽ bị nghiền nát bởi lực hấp dẫn của trái đất. Lúc này mặt trăng chỉ còn là những đám bụi hình tròn bay xung quanh trái đất mà thôi. Đây có lẽ sẽ là thời khắc kết thúc một cuộc tình thú vị giữa trái đất và mặt trăng. Khi xem đến đây, chắc nhiều bạn đang lo lắng về sự kết thúc bi thảm của mặt trăng đúng không? Nhưng Hải Yến chắc chắn rằng nhân loại sẽ không có cơ hội chứng kiến nó. Bởi theo tính toán, mặt trăng phải mất khoảng 50 tỷ năm nữa để đạt đến quỹ đạo cực đại và có thể nó cũng phải mất thời gian tương đương để quay trở lại gần với trái đất. Trong khoảng thời gian hành trình đó xảy ra, vũ trụ của chúng ta đã thay đổi rất nhiều. Thứ nhất, với mặt trời chắc chắn nó sẽ không đủ kiên nhẫn để chờ đợi kết thúc cuộc tình giữa trái đất và mặt trăng. Bởi theo tính toán thì trong khoảng 1,4 tỷ năm nữa, mặt trời sẽ nóng lên, vùng có thể ở của mặt trời sẽ dịch chuyển ra quỹ đạo của hỏa tinh. Lúc này con người nếu không có khả năng di rời sẽ rất khó tồn tại trên trái đất. Tiếp sau đó, khoảng thời gian 2,4 tỷ năm nữa, một vụ sát nhập ngoạn mục sẽ xảy ra giữa thiên hà Milky Way của chúng ta với thiên hà tiên nữ Andromeda. Theo tính toán thì xác suất nhỏ là hệ mặt trời sẽ bị Andromeda bắt giữ trước khi hai thiên hà sát nhập hoàn toàn. Nếu điều đó xảy ra, chúng ta cũng không thể dự đoán trước số phận của trái đất và mặt trăng sẽ đi về đâu. Giả sử sau vụ sát nhập, hệ mặt trời của chúng ta vẫn giữ được trạng thái ổn định thì trong khoảng từ 5 đến 7 tỷ năm tới, lớp vỏ ngoài của mặt trời sẽ bắt đầu lớn lên, khi đó mặt trời sẽ trở thành một sao khổng lồ đỏ. Lớp vỏ ngoài của nó sẽ mở rộng nuốt chửng thủy tinh, kim tinh và có thể trái đất. Chúng sẽ bị nhấn chìm bởi lớp vỏ ngoài phình ra của mặt trời. Lúc đó có thể khu vực có thể ở của mặt trời sẽ dịch chuyển đến quỹ đạo vệ tinh Titan của thổ tinh. Và cuối cùng, sau khoảng 7 tỷ năm nữa, lớp vỏ ngoài của mặt trời sẽ bắn ra môi trường xung quanh tạo thành một tinh vân. Phần lõi của mặt trời sẽ co lại thành một sao lùn trắng. Và khi đó, số phận của các hành tinh trong hệ mặt trời không biết sẽ đi về đâu. Có lẽ đây là thời khắc kết thúc hành trình của hệ mặt trời. Lúc đó nó lại bắt đầu một hành trình mới trong vũ trụ với một tên gọi khác là sao lùn trắng mặt trời. Đó có thể là kịch bản kết thúc của hệ mặt trời trước khi mặt trăng bị trái đất xé toạc và đó cũng là quy luật khắc nghiệt của vũ trụ. Sẽ không có một hành tinh, ngôi sao hay một thiên hà nào là bất tử, chúng sẽ bị thời gian đánh gục. Và đương nhiên, chúng ta cũng đừng quá lo lắng cho những kết thúc bi thảm đó, bởi vì nếu không có gì thay đổi, có thể sự sống trên trái đất chỉ còn tồn tại khoảng 1 tỷ năm nữa. Xét trong vũ trụ đây là một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng nếu so sánh với nền văn minh của nhân loại thì chúng ta vẫn còn một thời gian đủ dài để phát triển khoa học kỹ thuật đủ mạnh để đưa chúng ta đến một miền đất mới trong tương lai. Chính bởi vậy, việc khám phá và chinh phục vũ trụ vẫn là những công việc luôn được ưu tiên trong khoa học. Tuy rằng tính đến thời điểm hiện tại, con người mới chỉ đặt chân đến một nơi duy nhất ngoài trái đất đó là mặt trăng, nhưng không vì thế mà chúng ta mất niềm tin vào tương lai. Các nhà khoa học đang xây dựng những kế hoạch đưa con người đến những nơi xa hơn, đó là hỏa tinh, các vệ tinh của mộc tinh, thổ tinh hay xa hơn nữa là du hành đến các vì sao trong thiên hà. Có thể với khoa học hiện nay, đây là điều quá sức với các nhà khoa học. Nhưng chúng ta hãy hy vọng rằng trong một tương lai không xa, các nhà khoa học sẽ phát minh ra những phương pháp mới giúp chúng ta có thể di chuyển liên thiên hà giống như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Còn đối với mặt trăng, nó vẫn là một người bạn đồng hành với trái đất trong khoảng thời gian rất dài nữa. Chúng ta vẫn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó trên bầu trời. Vào năm 1969, chuyến bay lịch sử Apollo 11 của NASA đã đưa nhân loại đến một cột mốc đáng nhớ, đánh dấu lần đầu tiên con người đặt chân lên mặt trăng. Chuyến bay lịch sử này đã thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân Mỹ và cộng đồng thế giới lúc bấy giờ. Sau khi được phóng qua tầng khí quyển của trái đất, tàu Apollo 11 tách ra và tiếp tục chặng đường kéo dài 3 ngày trên hành trình hướng tới mặt trăng. Sự kiện vĩ đại này đã được tường thuật trực tiếp và phát sóng trên toàn cầu. Khoảng 600 triệu người trên khắp thế giới đã theo dõi trực tiếp cuộc đổ bộ của tàu Apollo 11 lên mặt trăng qua truyền hình. Sau Apollo 11, Mỹ còn thực hiện thêm 5 sứ mệnh đưa con người lên mặt trăng với chuyến bay cuối cùng là Apollo 17 vào năm 1972. Và cho tới nay, Mỹ vẫn là quốc gia duy nhất đưa con người đặt chân lên bề mặt của mặt trăng.
Nhưng tính đến nay đã gần 50 năm kể từ lần cuối con người quay trở về trái đất từ mặt trăng, nhân loại chưa có bất kỳ một lần ghé thăm nào nữa. Xoay quanh câu chuyện này, đã có rất nhiều thuyết âm mưu được đặt ra nhằm giải thích lý do vì sao Mỹ không quay trở lại mặt trăng nữa. Nhưng có lẽ đây vẫn là một bí ẩn lớn với các nhà khoa học. Vào đầu năm 2019, một tin vui đến với cộng đồng khoa học, NASA đã công bố kế hoạch đưa con người trở lại mặt trăng và sẽ lưu lại trong khoảng thời gian dài để khám phá thông tin về vệ tinh này. Tuyên bố của NASA cho thấy quyết tâm trong việc khám phá và chinh phục vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất. Ngoài ra, kế hoạch còn được Tổng thống Donald Trump phê duyệt khoản tài trợ trị giá 1,6 tỷ USD cho chính sách tài khóa 2020 nhằm hướng tới nỗ lực đưa một người đàn ông và phụ nữ lên mặt trăng vào năm 2024. Chúng ta hãy cùng chờ đến năm 2024 xem NASA sẽ thực hiện dự án này như thế nào nhé! Vậy là hôm nay, tôi thú vị và các bạn đã cùng đi khám phá những bí ẩn trên mặt trăng. Chúc các bạn xem video vui vẻ! Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Tốt Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!